Xin mời, xin mời nha, em mời các chị nha, mời các chị nha. Vâng, mời nha. Vâng, mời các chị nha. Cái thời gian đây. Vâng, mời các chị nha. Sao? Hay là đi giúp bay tiếng tủa rồi, giúp tiếng lùm. Có cái chị gái dân tộc uống bia rất là ác nha. Ê, xinh nhỉ? Đâu gái dân tộc này sao? Đừng nói gái dân tộc, anh cũng là tộc đấy. Anh chú dân tộc mà, anh dân tộc Nùng. Em nói tiếng tộc của em thì anh không nghe được mà em nói tiếng tộc của anh để anh em mà nói đấy. Em mà nói tiếng tộc của anh không nghe tộc. Anh cũng dân tộc Nùng. Thế hả? Anh biết em là dân tộc Nùng rồi. Vâng. Có phải dân tộc Nùng đâu, dân tộc Nông ấy. Nùng nấy, Nùng nấy. Nhưng mà Nùng gì nhỉ? Đây là Nùng gì? Em là Nùng U. Nùng U à? Vâng. Em ra đây, đây còn. Ôi chị gì gì ấy? Đâu? Cái đấy, chị buồn đấy. Không biết câu đấy. Ở đây cho vui. Nùng U vẫu. Nùng U vẫu. Gặp đâu đấy? Gặp đâu? U Nùng. Bạn nghe. Bạn nghe. Em ơi. Ôi, làm gì đây ta? Xem nhá, bây giờ đang trên núi hả chị? Rồi đấy, các chị bắt nhịp đi. Anh Hương thắng này. Anh Hương bắt nhịp ra. Anh Hương ơi! 1, 2, 3, 4 3, 4, 5 Ngân cả xíu bán rồi. Ủa nặng lòng mẹ khám mùi nè. Ngồi xuống ơi. Ngồi xuống tất cả mọi người ơi. Phun nào. Thôi xong rồi ngồi xuống đi. Ôi đây ngồi rồi. Cái này đứng chưa bao giờ nữa. Chưa hết nè. Làm hết thì xong nghỉ đi. Chưa bao giờ nữa. Ôi ăn chưa nấu một cường. Cường nhìn quá nặng rồi. Cái này là của mình nhá. Cường ơi. Không ai để mà. Vâng vâng. Chị nấu cường. Chị là tham ăn tham uống à? Đúng rồi, tham ăn tham uống. Ăn uống được mới khỏe chứ, phải không? Đúng rồi, mới lên đỉnh được. Trời ơi. Đàn ông lên đỉnh con gái lên đúng không? Đúng không? Ôi đây con gái con trai nhà lên đỉnh thế chị đây ở chân núi à? Chị mặc sôi này ơi. Hay là còn có đỉnh nào cao hơn? Anh ơi, con này mời các chị nha. Ai muốn lên đỉnh gặp mình nhá. Có em, có em. Cùng nhau ăn hết gói số về xong mấy về nhá. Hát cả nắng cho chị. Mời nha, mời các chị nha. Mời đây mày uống đi. Con đồ đồng hồ mà. Mời chị nhá. Đi về đây. Mời chị nhá. Chị đây hết chỗ này đã. Mời em thôi, em chỉ tuổi mà. Em ở nhau. Mày tối nay mày đâu lại quay lại thế nào cả? Ờ. Mày ca mày nhà tôi hát bạn nhà cũng buổi nào cơ. Vâng mời anh nhá. Thế ca anh chị ở đây là người Nùng hay là có người Dạ? Siêu mà. Mông hay Dạ? Là người Dạ hôm nay à? Người Dạ hôm nay em mượn. Quyết định bây giờ. Cái chị nào phản loạn nó. Ra Thái Mông. Nó. Nước còn chín lao, phạt đây là phải ra đấy. Bảo ra Thái Mông. Thái Mông thịt à? Cái chín lao chín lón. Đây mẹ là mượn cái bộ quần áo này để mặc để mà lên đây. Chơi đỉnh thôi. Không có, không biết là để lên đỉnh. Không mặc váy để không ăn được. Em hoa đi à? Không mặc váy để lên đỉnh nó hơi khó. Ôi đi anh ơi, anh thương ơi. Thế là em mời chị một ngụm nhỉ? Vâng, mời chị nhá. Chị tên là gì nhỉ? Có mạng. Em là em thôi. Em sinh năm 90 đấy ạ. 90 ạ? Vâng, em 90. Anh rồi. 90 ạ? Vâng. Thế thì chị sinh năm 94 ạ. À, ôi. Thì sinh năm 92. À. Vâng. Ok, mời các em nhá. Vâng, mời em tên là gì nhỉ? Em tên là Phương ạ. Phương à? Em gái đây. Anh ơi, kênh YouTube của anh là gì? Em ạ? Kênh huyện Lộc Bình. Vâng. Em tên là Đông Bình ạ. Vâng. Chị đấy, chị gái. Em gó thử xem. Ngày mai em được nhìn thấy em mặt em. Em chị này. À, em này à? Vâng. Anh tên là Bình. Anh ở Lạng Sơn. Bình xịn. Ừ, ở Lạng Sơn. Dân tộc Nùng Lạng Sơn. Rất vui ạ. Anh cũng là dân tộc Nùng á? Ừ. Đồng Bình anh ạ. Thế lúc nãy bảo là dân tộc, thế hóa ra anh vẫn là tộc. Ừ, anh dân tộc Nùng mà. Đúng rồi. Thế thì Nùng với Nùng anh nhé. Ừ, nhưng mà nói là bọn em nói anh không nghe được đâu. Có câu thì nghe được. Mời mời mẹ. Chị lâu là nhằng là uống rượu. Uống rượu. Tin lẩu quá phải không? Đấy. Lẩu. Anh uống à? Làm gì uống đi. Thì nó khác khác nhau mà. Đấy có phải uống rượu không? Em bảo là ừ đấy. Thì anh vẫn nghe nó nan á. Hiện Lục Bình á? Ừ. Ôi để huyện mai ai mà hiện. Anh YouTube của anh là thế gì? Ừ. Huyện. Anh lấy tên huyện anh luôn. Đang bảo huyện. Lục Bình. Ừ. Anh ở Lục Bình luôn mà. Huyện Lục Bình, tỉnh Lạng Sơn. Cảm ơn tí em về nhà em sẽ. Mới đi học quay thôi, trước anh đi quay xây nhà nhưng mà bây giờ đi theo có một anh ở trên đây đi chơi. Thế là quay. Đúng rồi, anh cứ lên đây để quay canh, quay cảnh đẹp nhiều vào. Anh có phải canh này không? Dạ hàng ấy, 1.000 quay xây thôi. Nên lên anh em lên đỉnh nào. Lộc. Cô đang trên đỉnh đấy. Anh ơi, bóc bia đi. Anh ơi, uống đi.
Ok ok, có em đây rồi. Béo chê lên. Anh ơi, có muốn xuống đỉnh không nào? Anh không không. Đá lên đỉnh rồi. Cái này phải hết hết điều cơ, không phải là cứ phát sang bên này hướng một miếng mồi bên này cũng yếu quá. Xin phép anh em cho tôi xin một lon này giao lưu em cái. Xin kiểu ui. Đi đi em ơi, này cho hai lon luôn. Nói đi để nói hiểu ai thôi. Là học phụ mẹ. Đã nói rồi cho biết. Bạn ở đấy, có đấy. Bạn ơi nhiệt tình vào cho. Đi đúng rồi. Ở đây đây đi đi. Ui giời ơi. Thôi em chúng em mời anh nhỉ. Mời anh nhỉ. Em nhiệt tình. Người cọc này. Cọc đầu luôn, cọc luôn đấy. Em mời anh nhá. Em tôi nhờ mời em mời các anh trai một cái đã nhỉ, xong rồi mời Dương em gái chị gái xong rồi. Luôn đi các bà chị ơi. Đây nhỉ. Vâng. Mời anh nhá. Bao của em hết rồi. Hết rồi kia, vẫn còn nhiều mà. Thôi, mà còn đợt sao. Một từng đợt á. Thế của anh bao giờ mới hết còn một nửa thế này. Lan ơi. Thôi. Uống đi. Uống xong hết xong là trốn corona để mà đi. Mời các anh trước nhá. Vâng. Em tên là Bình nhá. Vâng. Em sinh năm 90. Em tên là Bằng nhá. Mời anh là anh rồi. Anh ơi. Bọn em còn trẻ mà bọn em còn 93. Đây đây có toàn 9x thôi. Đây ông này với em là cùng sinh năm. Thì cũng lại ở đây ở làng gần đây hay là ở đâu? Có gần nhà thằng này không? Xà lắm. Xà lắm. Biết thì biết nhưng mà chưa. Cái chỗ làm gì ấy? Đi đi. Làm gì à, tít ngoài kia. Ngoài kia mà. Xong đi vào trong 3 cây số mà nhỉ? Sâu lắm mà xà lắm. Sâu lắm mà 3 cây số. Trước em lên làm quà, đi lại lên làm quà xuống. Năm dịch mà. Vô đi đây mà. Mắt thế nhỉ. Trời ơi, cơ hốt không phải ông dày yên tâm đi. Mình này bây giờ đi vào đồi này rồi. Lam Sơn đâu? Mấy con hốt là mời mời nhá. Có phải ở gần là cái tiệm không nhá? Có chồng con gì cho em? Em tâm nó. Vài tôi xin bình núi cuốn. Cái bánh nhóc của nó. Vâng, mời mẹ em. Mấy trăm. Ơi, bật chín lấu vừa mai. Em gái. Mình chạm hết đi nhỉ, chạm hết mọi người đi. Ở đây có ai nhiều tuổi không? Chắc là mọi anh nhiều tuổi hơn thôi, em nhìn đấy. Không nhìn đấy. Không phải là em nhìn mà là anh. Có chị gái. Chạy đi đâu, chạy xa thế bảo. Nhìn mặt phát bắt ngay. Mời nhá, mời chị nhá. Cho chị lên TV gái ở đấy. Mời chị nhá, chị chào chị nhá. Mời nhá. Ở vùng cao ấy là thế, của mình ít thì ở lá rô là phải hết. Thì anh cũng vùng cao. Không phải anh Lạng Sơn cũng vùng cao mà. Kiểu của mình nhiều ấy anh. Người vùng cao là thế, uống say không về. Chào ơi, sao say lại không về nữa phải không? Vừa đi vừa hát lại hát lại thế. Không say không về mà say cũng không về nữa. Say nữa là không về được. Đây. Ôi, lấy đi tất cả anh. Nhờ anh xin phép anh uống lon này đấy, uống nhiều. Uống nhiều rồi lúc nãy cũng uống bên kia rồi. Thế mà uống cái chẳng thấy mời bạn em. Em có sang đến bên kia đâu. Mà lần này toàn năng lông à. Thì lúc nãy em trở về thì anh uống. Nhưng mà sang bên kia mà. Thôi thì sang bên kia không uống với anh thì sang bên này uống. Có gì đâu. Không biết nào, không biết được anh. Lên này có cái đoạn nước nhỏ. Ôi giời, khăn mê chìm bằng lúc du dở ra. Ôi giời, cái này là cha mớ từ lúc bé rồi. Không phải là từ bây giờ. Trời á. Ủa lại chim đi. Lai bướm được hả? Lai chim đi, lai chim đi. Chồng mình mà. Lai không lai chim được, chỉ có lai bướm thôi bây giờ ấy. Bổ vai. Mình đi chờ dùng dòng lắm các bạn ơi. Ôi, xuống lên, xuống lên. Anh ơi, đừng. Mình đánh nhau. Từ từ, anh ơi, đừng. Có gì từ từ bảo nhau nha. Anh quá chén rồi, anh chơi nhá. Có gì về nhà để nói anh ơi. Anh ơi, từ từ, có gì để về nhà để nói với nhau nha. Đừng làm thế. Bỏ ra. Thôi mời em nhảy hết chưa đấy? Ôi còn đầy thế mà rồi. Gần hết. Thế là lừa nhau à? Tí nữa định bốc xong là viết đi luôn à? Không, ai làm thế, làm người ăn làm thế. Bác ở đỉnh lên hết đi. Hết nhá. Bác từ chân đỉnh lên đến đỉnh ấy. Mà lấy bút để làm gì để ở bụng đấy? Bao nhiêu công sức của người vùng cao là phải đi bụng. Chưa cảm ơn công nào. Bằng như bữa thế nữa. Thế nhưng bác lon nữa đi để cảm ơn. Thôi nhỉ. Ba lon, bốn lon mà đắng tiền. Xong đi uống đi cũng không phải. Xong xuống. Không lấy mấy mất bao nhiêu công sức mang đến đây. Em gái đã mời câu nào đâu đúng không? Châm đây, tiếp tục đây. Nó phải ở trên này, nó mới uống được. Anh em bố xong rồi. Gì thế anh? Úi hết rồi. Đúng rồi, lòng lắm. Mời anh nhá.
mời mời nha, mời em gái. Mời nha, mời nha. Vừa đây. Ê, uống nhiều say. Ôi giời anh ơi. Uống phải say chứ. Say mình có sao đâu. Say sao thế nhỉ? Đó mà là bởi vì đi đi lái xe cái đường ở đây là lên hơi khó. Cái này nè. Đình nó càng có bọt, nướng chuẩn men. Đã sốc từ lúc đấy. Sốc từ không từ bên nhân sang mà. Bảo biết là sốc có bọt chứ. No. Đây đây vẫn có mày em à. Không, đây là của anh. Mới nói nhiều ấy. Hết đi, cạn cạn đi nhanh. Em cạn trước. Anh cứ nhận đi tí em thương. Em cứ cạn trước hết đi. Anh thương đây. Ôi giời mới có 3 giờ kém 3 phút. Sợ gì? Bảo là giờ gì mấy giờ này chị nhỉ? Đúng rồi, 4 giờ xuống từ đây đến dưới này xong rồi nhỉ? Tầm tầm từ đây xuống là xong là tí là đi đến bên kia là đi vào nhà chị. Xong là đẩy đến nhà em hôm nay nhảy cả đêm. Trời ơi, chị đến nhà em chị quậy thoải mái luôn. Cho chị quậy sao sao bên kia còn người nữa. Em cứ hết là anh hết. Rồi bên kia nữa đi. À, vô một cái nữa. Đang đợi đợi mấy đứa kia mình không. Anh em ơi! 1, 2, 3, 0! 2, 3, 0! 2, 3, xuống! Vừa cái gì thì cái mới mấy chị vừa rồi. Mấy con cú. Ôi dồi em bẹp rồi em ơi. Lên dốc nhiều quá. Nhiều hết cái lon đấy xong lon mới mới phải. Đâu, đâu nhận là. Đây nha, bây giờ nói thật sự là mỗi người. Ôi, vẫn còn ở trong này. Tham là có thật đấy. Không bao giờ. Khó. Ôi, tham là có thật đấy. Này, một chơi nhất mà là cầm một cái loan tiếp. Tham là có thật. Ôm anh ạ. Nhập. Anh không uống nữa đâu. Anh xin phép nhá, không uống nữa thật. Uống thêm một lon nữa thôi anh ơi, bây giờ thừa, nếu mà anh đi thì có thừa một lon thôi. Cái này em mời anh mà. Không, không, không. Anh chẳng né, thừa xong để đây. Mình là người biết uống. Nghe từ từ. Xay xong, xay xay. Rồi anh ơi, gặp gái bạn. Thế lon của em đâu, lon của em đâu? Nó của em hết rồi. Sao mà ăn bia nó cứ bị ọc ọc thế nhỉ? Thôi nhưng mà khủng khủng. Chị ở đâu? Chúng có thể hai lon bia sao ấy? Ôi cô bác ạ, mất rồi à? Còn có hai lon bia. Mất rồi à? Hai lon vít ở trên kìa. Chín ạ, mất rồi. Thằng này cười. Chín ạ, thôi thôi, không biết. Không biết rồi đấy. Không biết rồi. Không biết rồi. Không biết rồi. Không biết rồi. Em mời anh đấy. Nhưng mà không uống được rồi. Em mời từ cái túi của anh xong tí đến chân mình.